Chiều nay ngày 4 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai công tác năm 2023 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng, cùng đại diện Ban nội chính Thành ủy Đà Nẵng. Năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đề ra những giải pháp kịp thời, cụ thể, chỉ đạo quyết liệt trong các hoạt động nên chất lượng kháng nghị phúc thẩm, kiến nghị tổng hợp có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Quốc hội và ngành giao phó, đồng thời thực thi hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, chủ động tham mưu Thành ủy, chính quyền thành phố những giải pháp giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, khiếu kiện kéo dài. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp thành phố đã tăng cường trách nhiệm công tố, phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan để nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng điều tra, truy tố, đưa ra xét xử dứt điểm nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được nhân dân và dư luận đồng tình, nhất là những vụ án do Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, đáp ứng hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và yêu cầu về công tác của ngành. Đồng thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phối hợp tham mưu giải quyết một số vụ án hành chính phức tạp, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật kéo dài nhiều năm. Như kết quả đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Năm 2023, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố lưu ý đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, tập trung điều tra truy tố các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, hoạt động tín dụng đen, xử lý các nguồn tin tố giác tội phạm. Trong năm 2023, đề nghị Ban Cán sự Đảng, Viện sát thành phố phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy, tập trung phối hợp để điều tra, truy tố, xét xử các loại tội, nhất là tội phạm liên quan đến sử dụng công nghệ cao, các tội phạm hoạt động mang tính chất tín dụng đen, tăng cường công tác phối hợp liên ngành và đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Tôi đề nghị Ban Cán sự Đảng quan tâm trong việc lãnh đạo chỉ đạo việc đầu tư các nguồn lực để đảm bảo cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và chủ động triển khai có hiệu quả về đề án ghi âm ghi hình trong tố tụng hình sự đã được thành phố phê duyệt. Với những kết quả đạt được, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhì, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp ngành biểu dương khen thưởng.